xong rồi. Nó qua đây. Ui, nó qua đây. Nãy quay đây đúng rồi, quay đây đúng rồi. Thợ kêu có cái hang hay gì kìa, lỗ đó đằng trước lúa tối hay không hạn hết rồi. Cái này là có lòng không trời, chỗ này bắt được hả? Cái gì còn cái này là cái gì con đó sao cái lớn cái ngon ghê mà đúng không. Trời, nó con không con cái gì coi gì bỏ coi nhỏ. Cua lên con, thấy cua không? Từ để phóng á, đứng đứng nó, đứng đứng nó. Rồi thấy rồi. Bắt gì cho cà rốt. Anh kẹp vô. Anh kẹp vô trong cái cạn. Ờ, nó không thả luôn. Anh kẹp nó không thả luôn. Lâm cái gì cho cà rốt. Ha. Ừ. Lên tiếng gì kìa. Làm cái lắp không nhớ không? Nên cái gì? Cái tim mò thử mới được. Hay kìa. Cái chai vàng. Trời ơi. Cái chai lai. Hai con. Không có giống hai con cẩu kỳ vậy. Lụm quá. Đi bên bển lúng thì ghê con cua be móc con tuồng nắp luôn nó lúng hết cái giò mình dưới á. Bên đây cạn là xíu chích mấy cái hàng lẫm luôn ha. Chặt cái bài đầu con. Con vô cái trong này thấy không? Ừ. Này có đường đi ngon ngon được ha. Chiều muộn. Chứ trên đây đi cũng nức nẻ. Không có cái lóc hả? Lên tim kìa. Rồi. Ui, cái đồ phi. Nhiều à. Đâm trên đầu hay hả? Đúng không? Ở đuôi nó cứng không? Rồi. Ở đuôi sao dính được? Không lủng luôn. Cá nó cứng như như thép. Giải nó giải chống thấy điện à. Đâm, không lủng thì cứng cái cạn rồi. Ghê à, giải nó đâm không lủng luôn hả? Cái này quất gì còn con nữa hay gì kìa lửa quất ừ.
lóc ngon, cá lóc mà nó dài bằng cái con quay dạng lớn lắm. À. Nửa ký hả? Có cái đầu bọng. Đầu bọng nó luồn qua đó. Bởi vì nó nói cái bọng mà con mới nói xong con kêu có bổi vậy hay không nghe. Kìa. Trời sao? Cạn mà vẫn sâu với người ta. Ủa cái gì kìa? Rồi chắc cặp gái chơi like nữa rồi. Chắc chị vậy. Ủa con gì vậy ta? Ủa cái gì vậy trời? Gì tùm lum mẹ. Chắc nó tới trước rồi đó. Coi chừng lo bắt nó cái sẵn cái lắc nha. Ủa đâu rồi? Cặp hàng khủng. Kìa kìa. Phải không? Lên xì đục kìa. Không phải vậy. Rồi đó. Từ để canh hướng cho đẹp ra. Rồi không chết. Kì vậy. Rồi rồi. Kì vậy. Rồi, không lẽ đi nó dậu lại gờ. Vậy con này bự lắm đó. Ủa bên đâu? Sao không thấy ta? Ồ ngon. Cá cái đó. Hay quá. Thả kè múc dưới coi có con cá gì lên này. Không được đâu lọt dưới đó đó. Chơi giói lọt chứ. Trong cạn chưa ha? Cạn rồi. Xíu vô bắt mấy cái hàng về coi coi cá lóc. Cá quặn này nãy nó phi ra. Cá quặn đầu quá lớn. Chắc cá rô phi vậy. Nó qua bọng luôn rồi. Thành luôn. Ba con nó không có. Thank you.
trong. Con nó khô nè. Hồi xưa mấy mươi giây thôi. Quay xong quay là thấy hai cái không tắt. Ủa chiêu không? Đẹp quá kìa, quay ổ chiêu. Ủa nó có ổ chim, nó có ổ ngồng dưới. Ổ chim đẹp quá không? Ổ này ổ quá dùng dọc bữa cũng thấy nguyên trên ổ chim này đâu có mong đó con. Thôi đi đẹp ghê ha, dùng dọc là xấu quá thì tự con. Dấu hàng móc cái hàng còn lại đây có ổ không, hàng móc cái hàng dữ chẳng nhọc không ha. Chào kìa rô. Rồi, chở các con quá trời. Ủa cá gì chạy kìa. Ủa cái mẹ mở bự kìa hai. Mẹ bự hai ba con. Đầu gỗ thì sao rồi. Lụm đi. Đây nó lúng cái ngực luôn con trai. Trời ơi cái mẹ mở bự. Đây con nữa. Trời ơi từ từ phải kiếm đường con. Đi xin lỗi xuống. Khoan đã, từ từ đừng gấp. Lúng đi lắm không phải đơn giản đâu con. Cái mày mà nó bự cỡ đó đó. Nó lúng không phải chuyện đơn giản con nghĩ đâu. Đây nó lúng một cái một là lên không nổi luôn á. Móc con ve thâu lắm rồi vậy đó. Có tóc rồi được. Không hay cá quá thầy nó cái mày nó hình lên luôn nha. Hai con chỗ này. Ủa cái mè nó bự. Sao hai ông dích nó vô bờ hay lụm? Ba con luôn. Khiểu vô bờ lắm. Khiểu nó vô bờ cái hay đứng gốc cây hay lắm. Khiểu vô bờ đó. Đứng gốc cây lắm. Trời hai không biết khiểu nữa. Ai chọt thử coi. Nó nổi chìm đâu. Cá này mềm mà. Trời. Hay lắm luôn, hay bỏ bình hay lắm á. Nè nè, hay bỏ bình xuống luôn. Mình nhớ chỗ đó không? Trời đục đục nè giữ vô hai ca để tôi nó lũng lũng ghê lắm con, không phải giữ một chuyện đơn giản con nghe con nghĩ đâu. Cùi này nó không đứng được không? Nè, mai mà không ăn bình mà nó còn lũng vậy nè. Hai cái mẹ ngon gơ. Ừ, nó lũng cũng kiếp luôn cả nhà nó lũng lên là cũng được chứ mà thấy ghê gớm chưa đẹp lên không mang mình ra xuống đây là khỏi lên luôn. Thôi cầm hai cái review ơi. Cá mè mà bự ghê không? Mày này mè gì mà bự ghê được cả nha. Đó giờ mình thấy mấy con nhỏ nhỏ không? Cá mè gì kỳ ha. Cho vô đi. Bự luôn. Trời lúng, lúng ghê không con trai. Mấy cá này dễ chết á. Chưa lúng mà nó còn lúng nữa. Ừ. Trời cá gì nó quẩn bên kia quá trời ha. Yên cái lóc nó bay lên bờ luôn kìa, để con quay coi. Bự không? Nhỏ. Bằng chân cái mà nó bay lên bờ luôn. Rồi mất tiêu rồi. Ra gốc cây vậy. Rồi. Ngay chỗ chỗ hai này lại ngay bọng nè. Trời ơi cá nhỏ nhỏ không. Quá trời luôn. Trời có cái gỗ nữa, tuyệt vời. Hay lắm rồi, bao nhiêu con? Rô nè. Con nhìn nhiêu tay hai nhiêu không? Quay tay. Đi lẻ nha hai. Nó nhiều lắm. Nó nhiều thắng
tiếp luôn. Nhiều khủng khiếp, ai mò không được. Đỉnh lên luôn. Nó nhiều lắm, không được quay quay nhau không. Trụ, trụ, cá con kìa. Con rồ cái bự nè. Coi coi cá con mà ở đường nước nhỏ nó nhảy quá trời nhảy luôn nè. Chích đây cái nó búng lên cái coi đẹp á hay. Ồ. Trời ơi, này con rổ mà đừng nói thấy. Trời ơi, cá con nó búng lên kìa. Này con có đi đâu. Trời coi đường nước. Cá nhiều tính. Ủa, con quá trời. Ủa, con lươn lên đầu ngon luôn kìa. Trời, quá trời. Tới cái mương trước mới ngon kìa. Mấy chỗ này y nguyên phao lưỡi chì y nguyên. Chỗ này lội được đó ha ư. Trở đây có đồ bọng không bắt ha. Trời nắng quá. Không biết trong máy có thấy gì. Tiêu rồi, trời nắng quá ha. Không thấy gì. Tới chỗ lúng. Trời quá. Không thấy được. Bỏ ơi, bỏ bỏ con này. Cái nhỏ nhỏ không? Ừ.
kiếm cá lóc, không thấy cá lóc, nó sâu đây. Ui cái tim, hai bàn cá lóc buồn nghe cho càng luôn, phải xuống rồi. Hai mang gùi nó mò nó lật cá ra không? Lấy gùi trên. Ủa sao không đi bên kia gió dễ hả? Kia có cỏ nó bám đây nó trơn. Sùng quá mò, chổng đùi. Cá nó ra. Hay lên. Bên kia cạn. Ừ. Quay không thấy được gì. Ở đây sẽ có cá chết rồi nè. Cỏ không quay không được. Cỏ cua ngon gì. Không thấy. Ủa, có cái này nó quẩn. Trời nắng quá. Nhớ giùm hai học hay lụm nè. Nè giờ hay lụm nhau. Hay lụm khi. Ủa trong bụng nó táp rập rập. Mấy con luôn. Cái nhỏ nhiều, cá lớn không có, cái nhỏ cũng đã lắm. Rồi cái nhỏ nhiều lắm, hai con lụm, cái rung này nhiều lắm. Hai con lụm ở đó, nhỏ quá. Nhiều lắm. Không có cái lớn cả. Này né hay lên nè. Kỳ, không có cái lóc kỳ ta.
đợt này không có lóc được, không có lóc bà cũng nhớ là mùa ngoài có bao lại không ha. Ừ, quay trong mấy người quay trong thì giờ mùa này tốt thì giờ ta không có cái lóc thì giờ đầu bắt nãy giờ mà không có cái lóc thì bên đây nhìn ngọn ghê luôn. Hay đi bên kia mới đúng. Đây nhìn ngọn ghê không? Ủa cá nó chạy. Cá chết quá trời. Vô phi gì? Thì chết mà nghe mùi luôn hay. Đầu ơi. Không lớn mà nó bay dữ vậy ta. Ha. Rồi con gì đây à? Thấy gặp nhiều quá. Rồi cái mẹ lên bự dây nữa kìa. Ủa vậy là con đói chết chứ không phải con mấy con cá. Con gì kỳ ta? Cá nó dội hay. Nó hoài cá dội quá trời kìa. Tại nó dội ra được đây hôi quá. Không phải này dội lại bởi tốt hơn cái năng đang kia. Quá, hiểu không? Con gì nó chết bự chà bá. Cái mẹ này. Cái lụm mẹ cho con coi, nhiều lắm. Con gì chết rồi đó, nó trời nè. Con quay đi. Dội lên kia dễ bắt hơn, kia sạch sẽ hơn. Đúng không? Ui. Trời ơi, con nhê nó nè. Con nó chết quá quá trời. Còn bọn kìa. Ui, con này dữ dằn. Trời ơi. Trời ơi, gì kìa. Nhê nó hết trơn rồi. Đó. Ủa cá gì bày?
đi bật dài dài. Đây con. Bật cái cũng không, không bật không bật lắm. Cho ông bọc một cô kiểm tra bình nha, tạm ngưng vô. Rồi ngưng nhảy. Ok. Đó. Ồ bên đây con nữa. Ồ hai con. Cá vô lắm lại nhiều. Cũng chết luôn, có lục phi khỏi mang luôn. Vài trăm ký luôn được nó mà đi. Uổng cái gì? Uổng cái lóc ngon luôn kìa hai. Ủa thấy trắng luôn nè. Ủa ngon. Cái lóc nè. Ngon luôn. Đã hả? Ừ. Quay được chưa? Quay được rồi, quay được. Đó là nhà. Uổng cá ngon ghê. Cái giờ mới hàng á ha. Mở hàng con cá lóc. Chỗ này hay gì đó, đi im im cái dính cá lóc. Phút nữa nè. Đó hình lên. Nghe đâu rồi con. Hay cái điện đám dưới mà khi có lương luôn, nhìn có mà lương không? Không, không có đâu. Cá gì quọn lớn ghê, coi có đập đâu không? Em mỏi rồi, chắc tim ngày càng à. Đục luôn kìa. Luôn mọi người thì cái chai vàng thôi, chai vàng nó nhẹ nhẹ điện ha. Ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy, kỳ vậy nè. Kỳ vậy. Kìa chạy đục luôn kìa. Kìa vậy? Ngon quá. Con còn nhịn đục người mắt rồi. Hết rồi. Hết rồi. Con còn. Chứ bên đây. Bên đây bò lần cũng không có luôn đó. Này cậu sẽ thuốc quá đó. Nó có luôn, cạn luôn, giòn mấy bụng. Thôi tiết kiệm nữa ha ơi. Ủa hổn chiếm bài. Đi bên đó đó, nó có được. Đây sao? Giờ không có đấy. Ủa cái gì vậy? Cung cái lùm luôn. Gì cơ trời? Sắp bắt được nó không rồi nè. Cung cái lùm. Mà không biết con gì. Gung lùm mà mò không dính nè, kì. Ồ, cá lóc chắc bự á. Rồi vậy nó không bay, không bay đâu. Trời ơi, 20 cây bẫy xít nè. Con nữa con cài ở người chơi.
Vậy hả? Từ, ngồi từ từ nha, cho đẹp. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi, vậy lẹ luôn. Đây để con đưa rồi nè. Ồ. Đâu ạ? Còn chứ. Đâu ạ, đâu ạ? Ở trên bờ đây. Đây. Ồ, tỉnh. Nhanh. Bỏ vô lẹ đi xíu tính sao. Cá mà tỉnh gì vậy ta? Không chừng máy sắp hết rồi đó. Dãy lùm gum mà xong cái hang cá kỳ ta. Nó chứ cá cũng bự lắm chứ. Lượm cá này đi, hay dục vô dính cái bãi gì nè. Giờ rồi nãy chưa lượm vô luôn. Đó hay coi hay dục dính đó kìa. Lượm được hai con ha. Hai con ngon. Trời ơi bụng thình cái gì. Khoan hai lỗ. Gum lùm luôn đến cá phải ký vậy ta. Gum lùm hang cá. Không bự. Lấy bịch đi mà ăn rồi. Chỗ này ngon ạ. À. Mới xuống đụng. Cũng lùm hai con. Ngon chứ. Ủa nào đây lên tim kìa hai. Ngồi vậy ao này cạn dọn cái lóc vô. Ủa nay ướt nhiều hả? Không lộn bạch đi. Từ đi. Ôi. Chừa hả càng xuống dính. Chống cá rô phi. Ủa sao lại cạn à? Cờ có con chuột chết. Móc móc đầu người ta rồi mà sau rồi nó đắt lắc lại thì nghĩ đâu đúng cỡ nào đúng không? Nó dễ ăn đâu con. Đây nó con bắt nó đâu phải con nào con chuột chết. Thì theo lúc bắt mộng vậy. Ui cái lóc nó kìa. Cá lóc. Ló đùi. Hay nó phóng luôn vậy hả? Ừ. Còn nào nữa không?
hết rồi. Rồi quay ngay nó đẹp quá trời. Kìa lên màu trắng rồi kìa. Phải không? Đá ra cách rõ ràng đẹp tuyệt vời hả? Con biết thế này không có canh sẵn rồi. Canh sẵn luôn á. Có vô vùi luôn á. Thấy không? Bởi thường xuyên hay nói. Nhìn thấy nước nó cũng đẹp đẹp. Nửa miệng nữa. Bây giờ nó được. Con đi trước. Đi lại cột đá kèo. Ừ. Nói đầu cứ bỏ thả vô và lấy. Bông nó chưa đạt tiêu chuẩn muốn hai con nữa đúng không? Nếu một con là phải bự bự xíu. Cái lóc chết trong đây bự quá. Chìm xuống. Hai con luôn. Ồ con sen. Mất thời gian luôn à.
quen cái ra. Bắt. Cái nha. Mà giờ nhờ chỗ đó được hai cái lóc rồi con nghe là bọng nữa ha. Con lóc bự nãy nó bự lắm mà. Cũng đâu à. Đây, con này cũng bự thấy không? Con này chắc là bà bọng mới bắt này ha. Ngon ghê cả nhà. Không, ngon ghê. Ủa cái lóc mà không được mà cứ gặp nó hoài à. Lần này chắc dính rồi. Nè bấm con. Mắc bỏ nhỏ. Tới cái gì kỳ vậy? Nghe không đường luôn á. Sao lớn con? Bỏ bình máy xuống lúng cho nó một cái nữa chứ. Vì cái lớn có một trời cái sặc bự. Ủa cái sặc. Càng không tới. Không biết bên đây có cá không, nước trong veo. Ủa lên tim. Cậu này chắc chưa thăm. Cá lóc phi hay cá lóc vừa con có 7 con ta. Cá lóc. Cá lóc nữa. Tại mình đủ điện nãy vô, mình không đủ điện đâu có vô. Ừ. Bên đây cái gì sâu, không biết có cá. Có gà gì đâu. Rô. Con rô. Đây cái rô quá trời. Nó có lớn ra. Mình đuổi cá vô phải người ta. Trời ơi con cá gì nữa. Rô quá. Trời ơi. Con cá của Phi. Không chết luôn. Phi không chết luôn. Coi chạy lên trước rồi đó. Trời ơi, có gì kỳ vậy? Đi đây rồi. Nó chạy muốn lần đây luôn, chợ thấy luôn nè. Thôi cứ bắt lồ đi, lồ đi, cứ lồ đi. Ủa, thấy nó chạy bự luôn hai. Ồ, cái lóc nó chạy thấy luôn.
Trời ơi, con cá nó bự. Nó chạy mà thấy luôn cái lưng. Chạy muốn chứa rồi. Cái lóc ngon ghê luôn. Đúng rồi, mấy con cá lóc lận bự bự không à. Chắc con nó cỡ 2 lạng á. Coi sợ nó vô bẫy này nè. Ủa, nó chạy mà thấy cái bóng luôn hai. Nó chạy thấy cái liên nguyên cái lưng của nó luôn. Hôm trước cá bự lắm. 2-3 con cá lóc luôn. Hút đằng trước rồi. Phải đâu, vợ con thấy nó chạy. Con sợ nó vô bẫy thôi, tại nó chạy ngang nè. Ngay từ khoảng đó đó, khoảng trống trống đó đó, chạy qua cái bẫy này. Mà không biết có vô bẫy không. Nó dậu rồi đó. Không dậu đâu, trời ơi. Trời ơi, có thấy con cá. Nguyên con cá lóc. Nè, nước trong trong nè, không chừng nó đây. Đó, thấy nó chạy xì đục kìa, hai. Còn luôn kìa. Đó, thấy không. Xì đục kìa. Nè, cái chừng đụng cá lóc mà không biết à. Kẻ nó giỏi, chẳng nó giỏi. Cá lóc ngon lắm. Kìa đục luôn kìa, thấy không. Trâu nó lại. Còn cá lóc đâu rồi ta. Trời ơi, mắt nó bị thước đó. Mấy con lận. Chứ không phải một con. Quay vậy sao thấy nó lật được. Tới luôn quay thấy nó lật. Ủa cá nó dội, cá nhỏ. Ủa cá lóc đâu rồi, nãy chạy bự lắm á. Rồi vậy lên cái lùm trên kia hai ơi. Trời ơi con cá lóc nó bự vậy mà. Tiêu à. Trời, thấy rõ ràng luôn. Hai bắt bao nhiêu con rồi bộ hay ít lắm hả? Hai chẳng đâu rồi. Hai bắt nhiều lắm rồi. Kỳ vậy. Thấy chạy thấy nguyên con cá lóc luôn. Có phải nó không? Cá bự không phải cá nhỏ nữa. Nằm trong ống ọc nhiều lắm. Để hai mò qua đây trước mấy con ra. Ừ, con cá lóc ngon ghê mà. Mất tiêu. Tiêu gì? Từ nè, cái lô nằm dưới thấy không? Đục rồi ha. Nè con rồi nè. Cái rô nữa nè. Đâu phải con đó, con nãy bự lắm. Trước hai con đây từ tính. Xuống được lên tiếp. Xuống cái đùi lên. Để cho nó nằm yên đi. Cái lóc này có chiếu nhiều đồng cha đặc biệt. Trời, cái lóc kia đâu tiêu rồi ta. Khi nó nằm cho con nãy cái này nó lật luôn sao biết được. Tại vậy nó rậm quá. Hai con cá nằm hai con không thấy, hai màu đại nó dính thấy nó thấy không? Ừ. Nãy chạy thấy con cá lóc. Chạy hồng lon. Con đậm hú hay gì nhau. Ừ. Con tưởng lên đây lộ dễ ăn rồi, lên đây mất tiêu. Nó đây mất tiêu. Chạy mà thấy con cá lóc luôn. Xa quá quay thôi không dính. Kiểu nó chạy dưới cái lòng đất à, hay biết không? Nó chạy dưới lòng đất vậy đó. Nãy đứng trên cao nữa. Ôi không chừng nó đó. Nhỏ vậy đâu không phải. Con nãy bự. Chim đâu rồi? Trời ơi. Chị kỳ vậy. Chị rồi.
thì mất rồi. Kỳ vậy. Cá đi khôn quá. Con dưới này lùa lên đi, đi đây lùa người ngủ chứ rồi. Con đi. Con mặt camera cũng như mẹ vậy đó. Không thấy rõ đâu. Không rõ. Đó, máy mình thấy. Máy mình không thấy rõ đâu. Gần hay quá có rồi gần ta không thấy không? Máy mình chưa tới mức độ kệ nó dội lại quá trời. Ủa cá rô nó chạy quá trời. Đó. Rồi giờ sao ra nè. Chết chưa, con bự nằm đâu. Chết nó lật đó rồi đó. Ooh.
tuyệt vời. Nửa ký ha, 24 lạng. Ọt gì cá ngon, đúng rồi. Ọt gì, ọt gì bự mà. Ọt lên tim. Mấy cá gô nó ùa. Để cho tỉnh tỉnh đi. Cho bạn lúng qua đây cũng cạn. Ngộ á. Review nó đi. Chỗ này nó ra cái bè cái chỗ cạn luôn lúng. Nước trong mà rửa review nó. Cả nhà, cá này. Cá ngon nhất ngày hôm nay. Ngon ghê. Đứng xa lấy hình luôn. Đứng xa lấy hình. Đâu hay đứng, hay đứng vào mép này lên cao, đứng mép này lên cao làm cho có ảnh đàng hoàng. Ảnh phải dính nó liếu lúa kia đẹp đi. Thì dính trời nó. Rồi. Này ra. Ừ. Được rồi. Chuyển cá nhiều lần lên, chuyển cá. Được. Được rồi, con chơi vô. Dính cá cho tỉnh còn nữa lo bắt. Ok. Quá tuyệt. Đây bắt xong đi cái anh mới mới nghe rung. Chị vô cái có cảm giác này. Ừ. Đã ghê không? Có. Nãy nó chạy con cá kia cũng nhỏ hơn con này xíu. Này dính con nãy nè. Ừ. À, không phải con đó đâu. Ở trong này cái dạ định cũng không còn đâu. Con nào cũng đi ra giúp mình đó. Con rôn thì sao thấy mỏ không được từ vậy ta? Nhỏ quá mà. Rôn quá thằng sao thấy mỏ không được từ vậy? Chị tới làm cỏ ngon ghê kìa. Tập trung tập trung. Cá lóc đụng cây lạc. Nhìn cá giọng lên hú hay không? Để nó giọng không? Ừ. Giọng lên hai miếng à. Còn đắm đuối bụi chuối lắm mà. Trời, cá rô bự nó dội hay ơi. Kìa thấy không? Cá rô nó dội kìa. Cá rô bự kìa thấy không? Ủa cái đồ bự. Xa quá, cái càng phải dài thêm miếng nữa. Để nó bắt được tụi con. Mà cái lóc khó nhìn, nó dội lẹ lắm. Nó bay không à. Cái lóc nó bay không, nó không có đi. Trận cá giỏi đó. Trời nắng mà không thấy. Trời chó. Chó nắng mà không thấy gì trơn. Thấy không? Thấy không? Cắn từ luôn không? Thấy à. Bực nói không có, sao không có. Đó. Cắn luôn cho con thấy đó. Rồ vô thấy không ta? Đó. Đậm rồ con cá đẹp quá. Giờ một nước à. Hết cái lừa nữa được đó. Đúng không? Có thấy đường. Đúng không? Một cách luôn. Một luôn. Ai bỏ không vớt rồi chết cá hết. Đấy. Cá đẹp không? Nước không bắt con nào lên cũng đẹp phải không? Ừ. Cờ cá rô dậu. Này để những cái phèo mà đóng hư luôn. Mấy tháng. Trời, cái rô nó dậu.
Rồi chuyển miếng nước sang các bạn. Thôi về. Thầy được hay nhúng nước cá ra. Nhúng đâu vậy? Đây đây, hay đổ cá vô nhúng nước hay vậy? Cho hôm nay ra ngoài một hai cái bọng nó rồi. Thâu. Đặt cho thuốc. Mở ra cái này. Khoe không? Khoe nữa xíu về tổng kết. Khoe nên đẹp. Thôi chị tổng kết đi. Hay còn cũng cứng quá trời luôn. Trời ơi. Không cọt ngần cá nó ngon quá, cùi mau khô quá ha. Ừ. Lát mình bát. Ngon ghê không? Khô cắn bịt. Thì muốn cắn luôn. Cá ăn cắn bị rồi. Bị này bự. Thì muốn nước ra. Vậy. Hết công lực rồi. Ngon, nhờ được một chỗ có mương này nè, ngon ghê ha. Ừ. Không có mương này hai te tua. Nước uống hộp nước rồi con. Nhà được rồi. Ngon nhưng mà cái là cá đồng ít cũng được chứ mấy cái đồng cá đó kia được chứ mấy hai ký bán được 150 cái đồng đi cũng đỡ khổ rồi. Uống nước rồi con, cả nhà nhiều lắm. Về nhà tập kết nhà đây bây giờ đổ ra mới công cá mới nhung rồi cảm ơn rồi. Ở đây cái nhỏ. Cái đó. Rồi. Chưa? Rau. Cá nhỏ không à? Ồ, ngon dữ ta. Ồ, cá con nó lên để luôn con trai ơi. Muốn trùng cá rô. Đợi cái gì nè. Cái gì nổi lên tắm luôn này. Con trùng. Cá, nước cạn không dồn ở đây. Ôi. Này thúc nó về kho. Cá cỡ này ăn được rồi nè. Không có đem gỗ. Ông nội mà thấy cảnh này nổi tiếc. Nổi tiếc lắm. Không có đi được nữa đâu. Trời ơi. Tôi có cái đốc mà còn trong quần lớn dữ không. Ủa. Không thấy ụt á. Không thấy ụt. Gọn cá đi đâu rồi. Rồi, đây cũng rớt ở đây. Chút xíu mất cá luôn à. Tình không. Bùng không. Thôi vô rồi đi xíu mất. Mất trời không lên được luôn thấy không? Ở bờ đây thứ này nó khó đi mức độ vậy. Bởi con nói. Ông nội thấy cái này nổi tiếng. Thuốc ở đâu mà. Thôi đi 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 đi. Thúi quá. Mày chả ai chả thuốc đó. Cái cá nước này đâu cạn luôn. Mày ai chả thuốc cái ốc à. Cái nước này làm gì cá chết được. Đúng không? Rồi chị thúi quá. Đúng quá. Một cái cỏ ra còn bắt thấy được. Đâu rồi, bắt ra là nó đâu rồi, nó đâu rồi trời, chim ru chui vào bọng rồi, nó chui vào bọng, đang còn, cá được con cua như thế này, mắt mày nhát như thế này, ui chui vào người quá trời. Có lóc không mò thử ở đây ha. Có không ta? Còn đây có khuy không? Nó bỏ luôn, nè ăn bỏ luôn. Đi, tới bờ trước vậy xuống. Tới, con mệt rồi đi. Thấm đứa rồi. Cái gì còn mở đèn ra nhau. Mở đèn ra nhau, tối quá. Cái này ngon.
thôi được rồi, thôi mở đèn rồi không có đồ cả nhà, ngon ghê. Rồi con cầm đây quay luôn, nghe hai chung luôn đây. Rồi con quay chung nha. Vậy hai phải ngồi quá đây. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ tấm cá. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Hẹn gặp cả nhà ở video sau con được không? Quay lại lần. Hai cá ngon. Ok. Bắt đầu hay quá ta. Thôi, được rồi, tạm ngưng video con. Bây giờ mình sẽ